Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay, cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một hình ảnh sau đây. Cô có hình ảnh của một cái đục lỗ. Trong tiếng Việt nó gọi là cái đục lỗ, nhưng đồ vật này cô không biết rằng trong tiếng Nhật nó gọi là cái gì, nó như thế nào. Cho nên là cô sẽ hỏi. Cô hỏi một người Nhật nào đó, cô hỏi rằng là これは日本語で何ですか? Các bạn lưu ý nhé, không phải là これは何ですか? Như ở bài trước các bạn đã học nữa, mà là これは日本語で何ですか? Câu này có ý nghĩa là cái này trong tiếng Nhật là cái gì? Tiếp theo, cô có một câu tiếng Việt là cảm ơn. Mà cô thắc mắc rằng không biết cảm ơn trong tiếng Nhật nói như thế nào. Cô mới hỏi rằng là cảm ơn quá, 日本語で何ですか? Hay có ý nghĩa là câu cảm ơn thì trong tiếng Nhật nói như thế nào? Trong tiếng Nhật nói như thế nào? Vậy thì bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các bạn cách để hỏi một từ, một câu hoặc là một đồ vật gì đó trong tiếng Nhật hoặc là trong bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Nói như thế nào? Cô có mẫu cấu trúc ngữ pháp cụ thể như sau. Từ, câu các bạn để trong dấu ngoặc, trích dẫn và để trong dấu ngoặc như thế này. Hoặc là đồ vật, これ、それ、あれ đi với trợ từ quá. Sau đó là danh từ chỉ ngôn ngữ đi với trợ từ để. Và sau đó là câu hỏi 何ですか? Mẫu câu này dùng để hỏi ý nghĩa của một từ, câu hoặc đồ vật gì đó được nói như thế nào bằng ngôn ngữ khác. Để hiểu hơn về mẫu cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đến với những ví dụ sau đây. 皆さん、あの人は佐藤さんです。Người kia là chị Sato. Chị Sato đang học tiếng Việt. Và chị ấy hỏi chúng ta rằng Arigato. Chị ấy đang thắc mắc về chữ Arigato. Arigato wa ベトナム語で何ですか? Câu ありがとう trong tiếng Việt nói như thế nào? Chị ấy thắc mắc ありがとう trong tiếng Việt nói như thế nào? Chúng ta giải đáp cho chị ấy nào. Cảm ơn đẹp. ありがとうはベトナム語で cảm ơn đẹp. Câu ありがとう trong tiếng Việt nói là cảm ơn. Chúng ta có thể thấy rằng câu trả lời chúng ta cũng trích dẫn và để ở trong dấu ngoặc như thế. Hay. Tiếp theo, chị Sato lại hỏi chúng ta là Sumimasen. Sumimasen có nghĩa là xin lỗi đúng không nào? Chị ấy hỏi chúng ta là Sumimasen wa Betonamu go de nan desu ka? Câu Sumimasen trong tiếng Việt nói như thế nào? Hay. Xin lỗi desu. Chúng ta trả lời là xin lỗi desu. Có nghĩa là xin lỗi, hoặc là trả lời đầy đủ sẽ là Sumimasen wa Betonamu go de xin lỗi desu. Câu Sumimasen trong tiếng Việt có nghĩa là xin lỗi. Gì desu ka minasan? Hay, đó là về từ hoặc câu. Bây giờ chúng ta đến đồ vật xem. Bé trai này đang học tiếng Nhật và bé ấy thắc mắc cây kéo trong tiếng Nhật nói như thế nào? Bé hỏi rằng, これは日本語で何ですか? Cái này trong tiếng Nhật nói như thế nào? Hay, knife です. Cái dao thì trong tiếng Nhật chúng ta gọi là knife đúng không nào? Knife です. Hoặc trả lời đầy đủ sẽ là, これは日本語で knife です. Hay, tiếp theo, bé lại thắc mắc rằng, cái này trong tiếng Nhật nói như thế nào? Bé lại hỏi rằng là これは日本語で何ですか? Cái này trong tiếng Nhật nói như thế nào? Cái này trong tiếng Nhật là cái gì? Hay, chúng ta trả lời rằng Satsu desu. Satsu desu. これは日本語で Satsu desu. Cái này trong tiếng Nhật gọi là Satsu. Là cái áo sơ mi đúng không nào mọi người? いいですか皆さん? Vì sao này, khi mà các bạn có thắc mắc về một đồ vật nào đó, hoặc là một câu nào đó, một từ nào đó mà các bạn không biết nói trong tiếng Nhật,
trong tiếng Anh à, hay là trong một ngôn ngữ nào đó nói như thế nào thì các bạn có thể hỏi dùng tiếng Nhật để hỏi như thế này. Iですか, minasan? Hey, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. À, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. À, じゃあ、また今度お願いします. Arigatou gozaimashita.